đi còn sớm á, chưa có thấy đường, mới mở sáng chưa thấy đường rõ. Cho nó mát đi ha, cà phê cho nó tỉnh, cho tỉnh táo. Uống cà phê qua đây rồi, cà phê quán qua đây, cà phê bên kia. Bây giờ bắt đầu uống cà phê này kia để cho tinh thần tỉnh táo rồi, bắt đầu mình xuống dưới mình sẽ nhắm cây trái quả gì mình lưng dưới. Thank you.
biết thuyền chèo. Ê, mình biết chèo giống vậy đó nha. Chèo chỗ này là mình cũng gành lắm đó. Thấy không? Có cái chèo không? Đây tên tàu mình ai cũng biết lợi hết. Chú nói là mấy người kia, ủa con thấy tàu đó cũng bự mà chú. Sao tao có mặc áo phao đó? Không mà thôi vô. Bên này bán cơm, bên đó bán cơm. Dưa hấu bên đây khóm, dưa hấu bí gợ rồi cái đây khóm. Khóm này không biết ngọt không ha. Nhìn cái xanh không ạ, cái nào cái nét chở đầy ha. Kia nó phóng dữ quá bác tài ơi. Rồi từ từ nha, nhìn bước chân nha. Nhìn bước chân đó. Xin chào tất cả mọi người. Mình đi này là MC ơi, MC ơi, MC ơi. Đứng nắm tay chứ không nắm. Là cái lò này mình tráng ra hay là sao chú? Dạ hả? Đang đứng đợi chú làm cái tráng cái bánh hủ tiếu, làm cái làm vừa hủ tiếu thủ công. Wow. Rất là điệu nghệ. Rồi cái bánh nóng hổi mới ra lò, quý vị ăn thử đi. Xé ra thử. Thử đi. Nào thử, thử đi mày. Mình chiên. Chú tráng cái bánh hủ tiếu cho mình ăn thử. Khi mà nó còn nóng á, mình ăn thử cái mùi vị của nó. Có mùi vị thế nào em? Có mùi vị sao? Nhưng mà thấy sữa sạn đây có hủ tiếu chà bông hả? Dạ. Là cái chảo phải nhiều dầu ha. Dạ.
chị làm dễ quá, em nghĩ chắc khó lắm á chị. Còn miền Tây ở đây là có hủ tiếu Trà Bông làm tại chỗ. Ok, cảm ơn chị đẹp nha. Chị làm nhà ha, chị lấy lại của. Làm nhà hả? Bánh chú đồ làm nhà. Còn bánh này thì mẹ chú. Bánh hồng. Bánh này cũng đã làm chị. Chị làm toàn là bằng chuối không hả chị? Chuối. Dân miền Tây mình là vậy đó, ra đường là ăn giặt như vậy á. Mấy thứ chị? Ba thứ. Cái kia đi. Này tự giờ ủng hộ chị đi chứ ăn quá trời mà không mưa. Không có sao đâu. Thấy không, thấy chị dễ thương không, cho ăn không mua cũng được nữa, thôi mình phải mua hậu ủng hộ chị nè. Rồi mua ủng hộ chị, chúc chị bán đắt nha. Rồi em xong rồi để dán lên cho chú làm kỷ niệm. Hay chưa, hay chưa, tôi chờ. Thành công là quá đỉnh rồi. Chú khóm ngọt không chú? Mua khóm về ăn chú ơi. Hả? Khóm. Biết qua xuồng nào quen có khóm ngọt không chú? Khóm á. Khóm mà rồi chú mà. Xuồng này ghe này bán khóm, mình bước qua để mình coi chiếc xe ghe khóm. Thang máy bị hư rồi. À, thang máy bị hư rồi, thông cảm cả nhà. Mình có đi thang bộ đây ha. Rồi. Khóm này ngọt không cô? Bảo đảm nha. Bảo đảm. Không ngọt chấm đường. Cô đây cô bán khóm này rất là dữ tính ha, cô bán khóm bảo đảm ngọt, không ngọt chấm đường, đơn giản ha. Biết đâu nhiều khi nó ngọt nhưng mà nhầm cái trái mình quảng cáo nó không ngọt hay. Mình thủ trước cái đường, thủ trước cái đường khó khăn. Rồi con thử khóm ngon lắm con. Đều, chị cho con miếng với muối coi vậy, tép với muối lên rồi con thử coi. Đây gì bán đây lâu chưa gì? 28 năm bán khóm tại đây. Đây tôi đi bỏ mối cho bạn hàng. Dạ. Đi hết nổi rồi, bây giờ gõ này nó xa quá, không tìm đường, chạy điên đường, dạ. Trước tìm nó hết nổi. Vậy là 28 năm cô bán ở chợ cái răng này. Wow. Hồi đó vui lắm, hồi đó chắc sáng gì một cái ghe chèo dữ luôn. Hồi giờ ghe máy nhiều hơn hả con? Chứ bây giờ như công ty người ta đi làm hồi đó đúng rồi. Trai với gái trẻ không à. Dạ. Là đi máy dầm hả, nó liệt liệt đụng với nhau hả, năm con mới mà bán. Dạ. Đông dữ lắm, bây giờ ghe nó giảm. Dạ. Cũng như ba phần giảm khoảng phần mấy vậy. Thôi giờ cả nhà nha, mình thử khóm này nha, coi nó ngon không? Ngon và giòn này mới á. Cô ăn thử miếng, cô ăn chung miếng cho vui. Cô ngán lắm rồi, coi như là ngày nào cô cũng có ăn hết. Ngọt quá. Chỉ là khỏi chấm đường mà chấm muối nha. Chấm muối thôi là được, không cần chấm đường.
cô nói thật là chấm muối là được rồi, không cần chấm đường. Lại khóm đi, khóm đi, vô khóm nghỉ ơi. Vậy cô lựa con mấy trái khóm lão thiệt lão đi, không thấy ngọt. Ngon thấy luôn. Sợ chua. Rồi cho thử hết. No coconut candy, not sweet like candy. Cảm ơn cả nhà đã xem video, hẹn gặp lại cả nhà trong video lần sau. Bye.